Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Mình là Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trải những trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách ấn like, bình luận, chia sẻ và theo dõi kênh của mình nhé. Ngoài ra các bạn có thể đặt lịch xem riêng với mình qua trang Facebook hoặc Instagram Magic Shop Tarot. Các bạn có thể tìm thấy link ở phần mô tả phía bên dưới video này. Ok, bây giờ mình xin phép được đến chủ đề của ngày hôm nay. Chủ đề của mình đang làm về series tổng quan năm 2020 của 12 cung hoàng đạo. Và hôm nay là đến cung thứ 5, cung xử nữ. Ok, thì mình video này sẽ gồm hai phần chính. Đó là phần 1 là sự nghiệp, phần thứ 2 là tổng quan tình cảm của các bạn xử nữ. Thì đầu tiên về tổng quan sự nghiệp của các bạn xử nữ nhá. Cái điều đầu tiên mà mình thấy ở đây chắc chắn là có sự thay đổi. Nhưng mà trước khi thay đổi thì nó là sự kết thúc của một thứ gì đó. Thế kết thúc của một cái chu kỳ, cả lá bài Wheel of Fortune và The World đều nói về việc kết thúc của một cái vòng lặp, của một cái chu kỳ nào đấy. Dĩ nhiên là nó giống như là khi mà kết thúc một cái vòng lặp cũ, mình lên một cái vòng lặp mới, thì cái vòng lặp mới nó sẽ tốt hơn cho bạn. Nó tốt hơn, nó như kiểu một cái level cao hơn. Thì đã đến lúc bạn phải từ bỏ, buông bỏ, bạn phải dứt khoát ra đi rồi. Mình thấy nhá, ba lá này cho mình thấy là bạn cứ giữ khư khư cái cũ. Bạn rất là kiểu mông lung, không phải mông lung mà là bạn biết là bạn có nhiều sự lựa chọn. Lá này nói về bạn có nhiều sự lựa chọn, tuy nhiên bạn không chịu nghe theo cái trực giác của mình. Và thế là bạn mình biết, mình cảm giác là bạn biết mình phải làm gì. Bạn có những cái sự lựa chọn khác, nhưng giống như kiểu là ví dụ như là bạn có một cái công việc khác sẵn sàng chờ bạn nhảy, nhưng mà bạn sợ bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Bạn sợ bước ra khỏi vùng an toàn. Và cái thứ hai là bạn không nỡ bỏ những cái con người, những đồng nghiệp cũ, cái môi trường cũ. Bạn không nỡ làm, ví dụ như nếu giả sử mình cảm giác như là có thể như là cái công việc này nó sẽ làm hài lòng gia đình của bạn, gia đình bạn hướng cho bạn vào đấy, nhưng mà khi mà bạn rứt áo ra đi thì có thể bạn làm buồn những cái người xung quanh, bạn làm buồn gia đình của mình, bạn làm buồn đồng nghiệp của mình, bạn làm buồn sếp của mình. Bạn biết cái công việc này không thể giúp bạn phát triển được, nhưng mà bạn tự trói buộc mình ở trong cái công việc này bởi vì bạn chỉ đơn giản là bạn định nghĩ đến những người xung quanh. Nhưng mà bạn phải hiểu là những cái người xung quanh bạn ấy, gia đình hoặc là đồng nghiệp của bạn, kể cả không có bạn ở đấy, kể cả bạn không nghe theo họ, thì họ vẫn sống tốt thôi. Nên là đôi lúc mình biết là bạn là một cái người rất là giàu lòng nhân ái, bạn có thể là một cái người thấu cảm, bạn luôn lo lắng là sẽ làm tổn thương cái cảm xúc của người khác. Nhưng mà đôi lúc phải sống ích kỷ cho mình một chút. Bởi vì mình thấy ở đây nhá, nếu mà bạn cứ tiếp tục cái công việc cũ, lá bài này, lá Oracle này nói về cái bệnh tật, sự ốm yếu của bản thân. Nếu mà bạn không ốm yếu về mặt thể chất thì cũng thể ốm yếu về mặt tâm lý, tinh thần. Thế nên là nếu mà bạn không nghe theo trực giác của mình, bạn không thay đổi cái sự lựa chọn đó, thì cái cơ thể bạn sẽ lên tiếng, và cái tâm lý của bạn sẽ lên tiếng. Ok, mình chắc chắn là sẽ có sự thay đổi trong năm nay. Và cái sự thay đổi này bắt bạn phải chủ động rất là nhiều. Nó không phải là một cái sự thay đổi, đôi khi là sự thay đổi do ngoại cảnh, thì tức là kiểu bạn sẽ bị đuổi việc hoặc là bị một biến cố nào đó mà khiến bạn phải nghỉ việc. Tuy nhiên đây là cái sự thay đổi mà bạn phải chủ động nắm lấy. Nếu mà bạn không nắm lấy thì bạn sẽ ốm, sức khỏe của bạn sẽ suy sụp. Thì bài tarot ấy, trong bài tarot có hai kiểu tương lai, là tương lai mà mình nắm bắt được và tương lai do số phận. Thì mình cảm giác là cái tương lai này là tương lai bạn phải nắm bắt lấy. Nếu mà bạn không đi theo cái hướng đấy thì bạn sẽ bị gọi là bị ốm yếu, bị bệnh tật. Thì mình nghĩ là cũng đã đến lúc để bạn buông bỏ rồi. Bạn đã rất là mệt mỏi về cái chỗ cũ này rồi. Bạn đã cố gắng rất nhiều vì người khác rồi, cố gắng để làm hài lòng người khác, nhưng mà đã đến lúc để làm khiến cho bản thân hài lòng nhất. Thế ra mình nghĩ nếu mà bạn cứ tiếp tục ở đây cho bạn ốm yếu ấy,
bạn bệnh tật như thế thì gia đình hay đồng nghiệp cũng đâu có vui, đúng không nào? Thì mình sẽ dùng bài Oracle này để rút hai lá lời khuyên cho bạn nhé. Ok, thay đổi rất là đẹp. Được rồi, được rồi. Đầu tiên bạn phải hiểu là thay đổi không phải là xấu. Mình nghĩ là bạn là cái kiểu người ngại thay đổi, ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Nhưng tuy nhiên thay đổi nó rất là đẹp. Không phải thay đổi nào đến cũng để kiểu cho bạn an hành, hay là không phải là thay đổi nào cũng đến để vả cho bạn vài phát vào mặt, mà có những thay đổi đến để giúp cho bạn trở nên đẹp đẽ hơn, để khiến cho bạn trưởng thành và chín chắn hơn. Còn lá này, ước mơ của bạn, những giấc mơ của bạn đã lựa chọn bạn. Hãy tìm tìm thấy sự đầy đủ trong cái việc đi theo theo đuổi cái destiny, cái vận mệnh, cái định mệnh của mình. Đó là magic, đó là sự mầu nhiệm của cuộc sống. Thì bạn cứ, nếu mà bạn biết là cái ước mơ của mình là gì, bạn muốn làm gì, bạn muốn theo đuổi cái gì thì cứ phải theo đuổi thôi. Cứ thay đổi đi. Nếu mà bạn không theo đuổi à, theo đuổi thay đổi cái sự nghiệp của bạn hay cái ngành học của bạn ấy, thì vũ trụ sẽ tìm cách đá đít bạn vài phát bằng cách là cho bạn ốm ốm lên ốm xuống, ra già ra dẹo. Và bạn chỉ có thể hết được cái, mình nghĩ cái bệnh này nó là tâm bệnh nhiều hơn là bệnh về cơ thể. Từ tâm bệnh sinh ra bệnh cơ thể, mà đôi khi là cái tâm bệnh về các bệnh cơ thể nó có liên quan mật thiết đến nhau. Nếu mà cơ thể bạn ốm yếu thì bên trong tâm lý của bạn cũng bất ổn, và ngược lại, nếu tâm lý của bạn bất ổn thì cơ thể của bạn không thể nào khỏe mạnh được. Thì nhớ sử nữa ạ, hãy dũng cảm lên, mạnh mẽ lên, mình nghĩ là bạn sẽ làm được thôi. Bạn đã ở trong vùng an toàn quá lâu rồi. Chắc chắn là khi mà bạn làm, bạn ra ngoài, bạn chủ động thì mầu nhiệm, phép mầu sẽ xảy đến với bạn. Bởi vì bạn biết vì sao không? Bạn chính là cái nhà ảo thuật này này. Nhà ảo thuật biết cách sử dụng pháp thuật và cực kỳ gọi là chủ động trong mọi tình huống trong cuộc đời của ông ấy. Rồi bây giờ mình sẽ đến phần 2 là tổng quan tình cảm cho các bạn xử nữ nhé. Xin chào các bạn đã quay trở lại phần thứ 2 của video. Bây giờ mình sẽ đến tổng quan chuyện tình cảm cho cung xử nữ nhé. Thì đầu tiên, cái cảm giác đầu tiên của mình khi nhìn vào trải bài này, mình cảm thấy đấy là bạn định nghĩa, có nghĩa bạn để cái tình trạng các mối quan hệ của mình định nghĩa bạn là ai. Ví dụ bạn độc thân mà bạn rất đã lâu rồi và bạn chưa có một mối quan hệ, thì bạn lại nghĩ rằng đấy là lỗi của mình, đấy là mình có cái gì để sai, tính cách của mình có gì để không ổn. Còn nếu mà bạn đã có người yêu và các bạn hay cãi nhau thì bạn cũng tìm cách đổ lỗi cho mình, liệu có phải là do mình sai hay không. Nghĩa là khi mà mối quan hệ tốt thì bạn lại nghĩ là là do mình tốt, là bởi vì cái bản chất của mình là tốt rồi, mình xứng đáng được với cái này, ok thế đi được. Nhưng nếu mà một cái mối quan hệ nó xấu thì bạn lại tìm cách đổ lỗi cho bản thân. Nói chung là khá là mệt mỏi. Mình thấy khá là mệt mỏi. Có cái gì đấy như kiểu là bạn thiếu cái sự gắn kết, cái sự liên kết của bạn với chính bản thân mình. Bạn không hiểu rõ bản thân mình nên bạn để cho cái mối quan hệ đấy, bạn đánh đồng cái tình trạng của mối quan hệ, tình trạng của mối quan hệ với cái con người thật sự của bạn. Khi mà trong chuyện tình cảm ấy, bạn dù biết là hai người yêu nhau thì phải gắn bó với nhau, nhưng mà mình vẫn nên gọi là tìm, mình vẫn nên có cái khoảng riêng của mình. Ok, thì ở đây có hai là king hiện lên. Thì king và queen ấy, dù là yếu tố gậy hay nước hay gậy hay cốc hay là xu đi nữa, thì king và queen đại diện cho những người rất là chín chắn và trưởng thành. Tuy nhiên mình thấy ở đây bạn có một con đường dài thì mới đến được cái tầm vóc của king. Bạn bây giờ đang chỉ là knight thôi. Ok, bạn, cái năng lượng của knight nó rất là mãnh liệt, nó mạnh mẽ, nó sẵn sàng đâm đầu vào biển lửa, nhưng mà thiếu sự khôn ngoan, không được như king. King là cực kỳ gọi là trưởng thành và chín chắn.
thì mình thấy cái năng lượng của Knight với cái năng lượng của Chariot khá là giống nhau. Chariot là kiểu nếu mà muốn là đạt được một cái gì đấy thì sẽ đâm đầu vào mà không biết điểm dừng, gọi là dùng cái câu thành ngữ vớt mặt không nhảy mũi cũng hợp lý. Kiểu hai cái nguồn năng lượng này là luôn, có thể là nếu mà trong một mối quan hệ thì bạn muốn chinh phục cái người đó bằng mọi giá, bạn không để ý xem là người ta có thích mình lại, có thích lại mình hay không. Thì đấy là với bạn, còn các bạn còn độc thân, các bạn muốn chinh phục bằng mọi giá. Còn các bạn đã trong một mối quan hệ thì mình cảm thấy là trong các cuộc cãi nhau thì có thể là các bạn tìm mọi cách để chiến thắng, các bạn muốn muốn thắng trong trong các cái lúc, các cái lần cãi nhau, các cái cuộc xung đột. Nói chung là mình thấy hai có hai vấn đề chính của các bạn sử sử nữ trong năm nay. Đấy là các bạn phải mà các bạn phải sửa nhá. Một là cái thói hiếu thắng của mình. Hai là các bạn đừng có đánh đồng, làm ơn đừng có đánh đồng tình trạng của mối quan hệ với bản chất bản thân của các bạn. Nếu không thì cái người ra đi sẽ là partner của các bạn hoặc là crush của bạn, sẽ không thể chịu được bạn nữa đâu. Ok, mình cảm thấy có sự thiếu hiểu biết, cái hiểu biết về bản thân của các bạn ở đây hơi bị thấp. Đó là vấn đề mà bạn cần phải lưu ý trong năm 2020 nhé. Ngoài ra về chuyện tình cảm, nhưng mình thấy nếu mà cái người đang ở bên cạnh bạn hoặc cái người sắp đến trong cái cuộc sống của bạn trong năm nay là một người tốt, chỉ có cái là cách mình hành xử thì không được ổn cho lắm thôi, nhưng cái người này là một người tốt nhá. Bây giờ mình sẽ bóc hai lá, về lời khuyên cho bạn. Okay. Confidence, be bold. Mình cảm thấy lý do vì sao mà bạn cứ kiểu tìm cách đánh nhanh thắng nhanh, đó xuất phát từ cái sự insecure của bạn, cái sự mà cảm thấy thiếu an toàn. Bạn cảm thấy nếu mà mình không chủ động trong tình huống thì mình sẽ thất bại. Đây, một lá thì nói về việc là bạn phải tự tin hơn, đừng có insecure nữa. Và một cái lá nói về việc là hãy mở lòng ra mà đón nhận những cái thay đổi. Không phải lúc nào mình cũng có thể kiểm soát được mọi thứ, mà hãy để cho mọi thứ nó trôi theo tự nhiên, hãy để nó flow, hãy xuôi theo dòng. Nhìn chung thì mình thấy cái vấn đề của bạn, các bạn sửa nỗi, vấn đề này nó không không quá là to. Có nghĩa là nếu mà các bạn không thay đổi, chưa thay đổi thì có thể trong năm nay sẽ chưa có biến gì lớn. Nhưng mà cái việc là nó làm rạn nứt, nó hình thành những cái vết nứt vô hình trong mối quan hệ là rất có khả năng xảy ra. Tuy nhiên có thể trong năm nay cái quyết định cuối cùng là chia tay, chia ly thì có thể chưa xảy ra, nhưng lâu dần nó sẽ tích tụ lại, như kiểu tích tụ độc tố trong người, hay là kiểu tư nước vỡ bờ, kiểu như thế. Thì mình tránh cái tích tụ đấy bằng cách là mình thay đổi ngay từ bây giờ, kiểu phòng bệnh hơn chữa bệnh ấy. Để đến lúc mà nó toang hết cả rồi thì lúc đấy không ai thể gọi là gương vỡ thì không thể lành, không bao giờ thể lành được nữa. Lúc đấy có dán băng dính chằng chịt thì nó cũng vẫn là một cái gương vỡ, đúng không nào? Nên là ok, mình cảm ơn các bạn đã nghe đến hết. Mình vừa mới xong hai phần tổng quan sự nghiệp và tổng quan tình cảm cho các bạn cùng xử nữ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, cảm ơn các bạn đã ủng hộ, và mình mong sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn trong thời gian tới. Bye bye.